mày làm tốt lắm Quỳnh ơi. Kỳ thi đấu khác nhau, nhưng vinh quang chưa được bao lâu thì nỗi bất hạnh đã ập tới. Kể từ đó, những bước đi của con bé không còn là trên đường chạy nữa, mà là trên chiếc xe lăn. Công việc của con bé bây giờ là cùng tôi tìm kiếm những tài năng mới và đào tạo cho các em trở thành những vận động viên chân chính. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Các em giỏi lắm thầy! Các em chạy 100 mét mà chỉ có 15 giây thôi thầy ơi! Giỏi! Các em ơi! Các em giỏi lắm! Giỏi lắm! Tụi em giỏi là nhờ có thầy và chị. Chị đã là niềm cảm hứng của tụi em, cho tụi em những kinh nghiệm. Chị là thần tượng của tụi em. Thầy ơi! Quỳnh ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Chào thầy! Quỳnh! Tụi con! Con chào thầy! Quỳnh ơi! Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm. Ngày đầu tiên mà mày đạt được cái huy chương vàng đầu tiên đó. Mày có nhớ không Quỳnh? Thầy! Đằng sau ánh hào quang của một vận động viên, sau tất cả, chúng tôi lại trở về lại những con người bình thường. Có những người đạt được may mắn sống, nhưng cũng có những người bất hạnh hơn. Tất cả họ phải tất tả mưu sinh, chống chọi lại với bệnh tật. Và điều ấy đã và đang xảy ra mỗi ngày. Đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, những tràng vỗ tay cuồng nhiệt là những câu chuyện ít ai biết, những số phận, những đam mê, những nhân vật có thật, những nụ cười hạnh phúc. Tập tiếp theo của Cười Xuyên Việt Thiếu Lâm Hội với chủ đề Sâu Ánh Hào Quang, với sự trở lại của quán quân Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm, được phát sóng lúc 21:05 ngày 21 tháng 4 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và được phát lại lúc 11:45 ngày 22 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Nước tăng lực number one chanh bùng nổ vị chanh, nạp nhanh năng lượng, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.